phần mềm có thể là nhà phát minh không? Khi các tòa án đấu tranh với các đơn đăng ký bằng sáng chế AI, luật phải thay đổi để theo kịp, đó là cuộc tìm kiếm thực sự như mò kim đáy bể. Với sự gia tăng vi khuẩn kháng thuốc, các nhà nghiên cứu tại MIT đã sàng lọc thông qua cơ sở dữ liệu gồm hơn 100 triệu phân tử để xác định một số ít có thể có đặc tính kháng khuẩn. May mắn thay, cuộc tìm kiếm đã thành công. Nhưng không phải con người đã tìm ra các phân tử đầy hứa hẹn. Đó là một chương trình học máy. Một hợp chất đã được cấp bằng sáng chế mang tên Halicon để tỏ lòng kính trọng với SAL, trí tuệ nhân tạo AI, trong tác phẩm kinh điển năm 2001 A Space Odyssey của Arthur C. Clarke. Halicon hoạt động khác với các kháng sinh hiện có, làm gián đoạn khả năng tiếp cận năng lượng của vi khuẩn, và các nhà nghiên cứu hy vọng vi khuẩn có thể đấu tranh để phát triển khả năng kháng thuốc. Halicon có thể là loại kháng sinh đầu tiên được phát hiện nhờ sử dụng AI, nhưng các chương trình AI đã đóng một vai trò quan trọng trong các phát minh được cấp bằng sáng chế khác từ mạch điện, thông qua siêu vật liệu và thuốc đến các sản phẩm tiêu dùng như bàn chải đánh răng. Như chúng tôi đã tranh luận trong một bài báo gần đây trên Nature, xã hội cần khẩn cấp xem xét tác động của AI đối với hệ thống đổi mới, đặc biệt là đối với các luật liên quan đến sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế. Bằng sáng chế AI tại tòa án phần mềm có thể là một nhà phát minh không? Câu hỏi này là trọng tâm của một số phiên tòa cấp cao gần đây về một hệ thống AI có tên DABUS, thiết bị khởi động tự động của tình cảm hợp nhất, được tạo ra bởi Stephen Taylor. Chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty AI có trụ sở tại Mỹ là Imagination Engine. Taylor tuyên bố DABUS là nhà phát minh ra một loại hộp đựng thực phẩm mới với bề mặt có hoa văn đặc biệt, cũng như đèn nhấp nháy với dạng xung đặc biệt để thu hút sự chú ý trong trường hợp khẩn cấp. Các phát minh có lẽ không đáng chú ý lắm, nhưng những nỗ lực để được cấp bằng sáng chế chắc chắn là có. Nhóm pháp lý quốc tế của Taylor, dẫn đầu bởi Ryan Abbott từ Đại học Surrey, đã nộp đơn đăng ký đến các cơ quan cấp bằng sáng chế trên khắp thế giới. Trong đó, DABUS được chỉ định là nhà phát minh duy nhất. Những trường hợp này có khả năng là những trường hợp đầu tiên để kiểm tra xem liệu một hệ thống AI có thể được công nhận là nhà phát minh theo luật sở hữu trí tuệ hiện hành hay không. Hiện tại, các nhà phát minh phải là con người. Các văn phòng đăng ký bằng sáng chế đã từ chối các đơn đăng ký bằng sáng chế của DABUS ở nhiều khu vực pháp lý, bao gồm Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, văn phòng sáng chế châu Âu, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, New Zealand và Úc. Một nước khác là Nam Phi, nơi một bằng sáng chế đã được cấp nhưng chưa có sự thẩm định nội dung đơn xin cấp bằng sáng chế vẫn chưa xảy ra. Ở Úc, một thách thức chống lại sự từ chối ban đầu đã được chấp nhận nhưng đã bị lật lại khi kháng cáo. Taylor đã tìm cách xin nghỉ phép đặc biệt để kháng cáo phụ kiện lên tòa án tối cao của Úc, mặc dù vẫn còn phải xem liệu điều này có được chấp thuận hay không. Tại Đức, tòa án sáng chế liên bang đã bỏ qua việc từ chối cấp bằng sáng chế ban đầu, thay vào đó chấp nhận một quan điểm thỏa hiệp, trong đó Stephen L. Taylor, PhD, người đã thúc đẩy trí tuệ nhân tạo DABUS tạo ra phát minh, được liệt vào danh sách nhà phát minh. Trong khi đó, các phụ kiện của DABUS vẫn tiếp tục được đấu tranh ở các khu vực pháp lý khác trên thế giới. Hiện tại, ít nhất có vẻ như các tòa án đã phần lớn kết luận rằng, vì mục đích cấp bằng sáng chế, các nhà phát minh phải là con người. Tuy nhiên, các trường hợp đã đặt ra một loạt câu hỏi quan trọng mà chúng ta cần trả lời khi AI đảm nhận nhiều vai trò hơn bao giờ hết trong cuộc sống của chúng ta. AI có thể phát minh ra không? Với sức mạnh ngày càng tăng của AI, không phải là một bước nhảy vọt khi cho rằng AI sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong việc đưa ra các phát minh. Chúng tôi không khẳng định rằng phần mềm thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính kép là phát minh. Nhưng phần mềm như vậy thiếu quyền tự chủ ngày càng tăng mà AI đang bắt đầu có. AI có thể được mệnh danh là nhà phát minh. Các hệ thống bằng sáng chế hiện đang dựa trên một nhà phát minh, con người, người sở hữu hoặc chuyển nhượng phần thưởng đến từ bằng sáng chế. Ai có thể sở hữu phần thưởng từ bằng sáng chế AI? Lập trình viên, chủ sở hữu của máy tính mà nó chạy. Và đối với các chủ sở hữu của dữ liệu mà AI có thể được đào tạo thì sao? AI sẽ thay đổi phát minh.
AI có thể đẩy nhanh tốc độ tạo ra các phát minh có khả năng áp đảo hệ thống bằng sáng chế. Điều này có thể làm gia tăng sự bất bình đẳng giữa những người có hệ thống AI có thể phát minh và những người không có. Nó cũng có thể thay đổi đặc điểm của sáng chế. Theo các nguyên tắc sáng chế đã được thiết lập rõ ràng, một bước phát minh xảy ra khi một sáng chế được coi là không rõ ràng đối với một người có kỹ năng trong lĩnh vực này. Nhưng một hệ thống AI có thể hiểu biết và có kỹ năng hơn bất kỳ người nào trên hành tinh. Một con đường phía trước để trả lời những câu hỏi này. Chúng tôi lập luận rằng hệ thống bằng sáng chế phải được kiểm tra lại để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp với mục đích và nó tiếp tục khen thưởng và khuyến khích sự đổi mới một cách thích hợp. Chúng tôi đề xuất xã hội có thể được hưởng lợi từ một loại tài sản trí tuệ mới được thiết kế đặc biệt để đối phó với các phát minh AI mà chúng tôi gọi là AIIP. Các nguyên tắc làm nền tảng cho luật bằng sáng chế đã có hơn 500 năm tuổi và đã phát triển để đối phó với những thay đổi công nghệ mới từ giải trình tự gen sang các sinh vật sống do con người tạo ra. Tuy nhiên, các thử nghiệm mới được trình bày bởi khả năng phát minh của AI có thể quan trọng đến mức chúng đẩy các nguyên tắc bằng sáng chế đó đến điểm đột phá. AI đưa ra một thách thức đầu nguồn đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận một lần nữa về cách khen thưởng và khuyến khích sự đổi mới. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!